Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Đây là nguyên nhân thể chất thăng cấp hay sao? Mặc dù nguyên khí của game và hiện thực đều bị vắt khô, nhưng mà cơn đau dữ dội của phù hóa vượt cấp trước đó lại có thể tỉnh táo chống chọi. Quả nhiên, có thể cảm nhận được có triệu hoán khế ước mới. Y sư hắc ám cấp truyền kỳ, ấu sinh thể mệnh cách, hoàng kim tả, thủ tốc độ 18, lực lượng 12, thể phách 13, nguyên khí 18, kỹ năng thiên phú, thuật nhẫn lấy độc trị độc. May mà không phải là sự lở ra của một nghiêm trần, nếu không cũng quá lạnh. Thuật nhẫn thực hiện các vết cắt chính xác mà gần như là không có lỗi, lấy độc trị độ. Sử dụng độc tính để mô phỏng adrenaline nhằm kích thích cơ thể sống trong thời gian ngắn và nâng cao tố chất cơ thể. Thấu thị chi mục tiết lộ trạng thái bên trong của một cơ thể sống. Ba năng lực này dường như đều là thần kỹ đặc biệt của y thuật. Có điều mình hoàn toàn không hiểu gì về y thuật. Có điều sau này sẽ thuận tiện hơn nhiều nếu nhanh chóng giải quyết một số chấn thương ở trên chiến trường. Hiện tại hắc ám y sư là ấu sinh thể, nếu như có thể hồi phục đến trạng thái linh hồn mệnh cách bác sĩ cấp sử thì khi đó e rằng nếu không phải là sự xuất hiện của ý thức thần bí đó, bản thân hoàn toàn không thể lao động đậy. Chứng đồng hành cấp thấp quá chậm để cải thiện sự phát triển của sinh vật cấp cao, nhưng mà nếu không thể nào đánh bại sinh vật sử thi thì chứng đồng hành sử thi sẽ từ đâu đến? Sao lại vào trong tử tuần hoàn rồi? Tuy nhiên cũng giống như là trước đây, bằng hợp tác với cường giả vượt cấp để đối phó với những sinh vật thứ nguyên yếu ở trong sử thi thì không có cơ hội. Có điều đã lỡ các sư huynh một ân tình rồi. Phòng luyện tập. Này này, Lão Châu, nếu cậu muốn thành lập đội và thách đấu sinh vật sử thi hãy xem thử. Đương nhiên phải mang theo tôi rồi. Nhờ phúc của đương gia nhà cậu, mệnh cách chiến thần bất hủ tôi càng ngày càng giỏi chịu đòn rồi. Chuyện này tôi vẫn chưa nghĩ xong, đợi tôi nghĩ xong rồi sẽ nói với cậu. Ok. Rồi, tiếp theo còn có. Quá là xa cách rồi, làm sao em có thể từ chối bất cứ yêu cầu nào từ huấn luyện viên? Em sẽ qua đó ngay. À, cũng không vội như vậy. Sinh vật sử thi sao? Chuyện thú vị như vậy đương nhiên là không thể nào thiếu tôi rồi. Quả nhiên giống như là Lý Huyền nói, thành lập câu lạc bộ có đội ngũ của riêng mình là cần thiết. Mặc dù mọi người cũng là người chơi giỏi, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên tất cả sinh viên năm nhất tháng đấu sinh vật sử thi, thánh đấu sinh vật sử thi. Học trưởng hoàng cấp, gọi học trưởng hoàng cấp vậy. Ồ, học đệ, nếu cậu nói sớm với tôi thì tốt rồi, bây giờ tôi đang không ở trường. Không ở trường, anh đi đâu vậy? Liên bang thánh địa, tôi có chút chuyện phải đến đó một chuyến. Học trường không ở trường thì thôi vậy, bây giờ chọn mục tiêu. Nếu chỉ vì vật liệu thì không cần phải tìm thêm những sinh vật sử thi rắc rối nữa. Nó sẽ tăng độ rủi ro cho mọi người, cũng tăng tỷ lệ thành công, đây là lựa chọn tốt nhất. Có điều sinh vật sử thi mình từng thấy cũng có hạn, không có cách nào để bẻ gãy cánh mũi tên trong hổ lao quan. Nhưng mà thần hạc ở trong thiên môn bị ảnh hưởng bởi sức mạnh huyền bí, bản thân có thể tự đi vào. Những con kiến bay vàng ở nghị thành này quá là mạnh, để có thể vừa sinh ra đã tiêu diệt ngay lập tức. Hơn nữa hiện tại, nghị thành vẫn chưa đối hướng với lĩnh vực thứ nguyên hiện thực. Phi thiên sao? Ôi, con sinh vật sử thi nào yếu một chút hay không?
Long Môn, Thạch Quật, Tân Dương Động. Tân Dương Động, đây là lần đầu tiên đến khu vực này. Hang động của Long Môn Thạch Quật độc lập. Cần phải vào sâu bên trong mới có thể thăm dò nhân tính hóa nhiều hơn. Con hổ đáng yêu quá, tiểu quái ở đây. Sao? Mẹ kiếp. Đây lại là sinh vật sử thi.